Ok. Và cái màu trong hơn là được chưa? Được chưa anh ạ? Hello, chào anh em. Hôm nay sau một cái chuyến tour mình đi khoảng 200 cây. Đấy. Auto của mình đã được khoảng 4.500 km rồi và cũng đã đạt được cái mốc 1.500 để thay nhớt. Thì hôm nay mình sẽ đi thay nhớt xem là nhớt nó cái màu nó có bị cháy không nhá. Thì sau 4.500 km thì mình thấy đi rất là ổn định và ok. Đi cái nhớt hãng Honda màu đen tổng hợp này thì mình thấy rất ổn định và có thể là về chất lượng là mình thấy đánh giá là đạt yêu cầu rồi. Bây giờ đi đổ nhớt anh em nhé. Đi vòng côn tay này thì chúng ta nên đi cũng phải biết tìm hiểu và biết đi đúng cách. Chúng ta ra vào côn số dứt khoát, không ra côn thì xe chúng ta sẽ ổn định và giữ được cái chất lượng. Ôi, sao nhỉ? Rồi. Đó. Thì anh em khi mà khởi động xe thì trước khi đi thì chúng ta nhớ là cho xe khởi động khoảng 20 đến 30 giây để cho nhớt nó bơm được lên cái đầu bò anh em nhé. Khoảng 4.500 thì mình sẽ thay trước khoảng tầm 25 km đến cái đủ 1.500 thì mình vẫn sẽ thay trước sớm một chút. Còn xe đen đấy. Xe đen. Biết là sau 1.500 km sau cái chuyến vượt ngắn ngày này. Ok. Và cái màu trong hơn là được chưa? Được chưa anh ạ? Tầm cây đi đâu xa. Ngon này. Đấy. Cũng ok ạ. Như này màu này nó có bị cháy gì không? Không bị cháy gì đâu. Sau một chuyến vượt thì màu khá là trong. Màu nó kiểu toàn mạt ra ấy. Đi kiểu mình dài côn ấy. Mọi người đi dài côn nhiều phải hỏng ít côn. Hỏng nó cháy luôn cả nồi ấy. Cháy cả bộ ly hợp ấy. K56. Xem. Chậm nhất đối với động cơ DOHC này thì inner này khoảng 1.1 lít.
0,1 lít nữa. Anh nhấc lên một tí để em xem cái màu nhớt này. Vàng óng như mật ong này. Chân như mật ong. Đường tím rồi, nó đỡ hụt đây. Được, chọn. Đó, 23. Rồi, ok. Tía ấy cho em cắt ra cái này. Cắt tiếp được cho anh mang về. Cái này để lâu đúng không nhỉ? Cái này để lâu đúng không nhỉ? Thế là cái bình này, cái nhớt, cái chai nhớt này sẽ là chai nhớt thứ tư của mình rồi. Cái lần thay này mình thấy là cái nhớt nó màu trong nhất. Anh kỹ thuật là rất là cẩn thận. Nói chung là mình thay nhớt ở đây thì rất là yên tâm. Mọi thứ đều rất là chỉ chu và cẩn thận. Ok. Vẫn như mọi khi tôi thay nhớt thì được trà hoặc làm cà phê miễn phí các bạn. Mời anh em nhé. Mệt quá. Đây đây khá đông khách. À đầy đủ nhanh đây đó là. Vừa làm có quy trình, chỗ ngồi cho khách, không như nơi khác. Khác là chẳng có chỗ ngồi. Đúng rồi, trên ngồi chỗ xem Trần Đăng Ninh kìa. Ngồi trước Trần Đăng Ninh thì anh nên có cái ai ta bảo anh uống nước rồi. Anh cần chỉ để kiểm tra cho các thấy cái nhé. Vâng, vâng. Mua mình khoảng từ 1 tháng 4. Bây giờ là khoảng đến 3 tháng rồi. Gần 3 tháng. Okay. Cảm ơn anh nhé. Anh đi hướng nào nhỉ? Đây, đây, lên trên này. Rồi. Cảm ơn anh nhé. Rồi, ok. Bắt đầu, Ok, vậy là mình vừa mới đi thay nhớt lần thứ tư. Và các anh em thấy được cái màu nhớt nó rất là trong rồi anh em ạ. Có thể là sau khi mình đã thay lần 4 này sau 4.500 cây ấy thì là mình đã chạy hoàn thành xong cái rốt đai ấy thì các cái linh kiện trong động cơ nó đã ổn định hơn và các cái bánh răng nó đã khớp lại với nhau thì dẫn đến cái việc là những cái mạt mà của những động cơ mới ấy, nó sẽ hết đi thì dẫn đến là cái nhớt này nó sẽ trong hơn đấy, mình nghĩ như vậy. Sau 4.500 km thì mình trải nghiệm và những cái chuyến đi khoảng 200 km rồi thì mình thấy là sở hữu trên con Winner X 2022 này là tuyệt vời anh em ạ, không còn gì để chê nữa.
chỉ có một số các cái vấn đề nhỏ mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là mình thấy là Honda nên cho cái đèn của Winner sáng lên, có lẽ là phải sáng lên gấp 2, gấp 3 lần. Và cái yên, đấy cái yên này này anh em ạ, cái yên này thì mình nghĩ là cho nó dày hơn tí thì nó sẽ đỡ mỏi hơn. Và bình xăng nữa, bình xăng thì mình nghĩ là cho thêm cho cái bình xăng nó cái dung tích bình xăng nó lớn hơn nữa thì nó sẽ ok anh em ạ. Còn tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời. Mình đi trên cái cung đường dài nó rất là thoải mái và ổn định, đầm chắc và tự tin. Đấy, đi không có hiện tượng là mình có lúc mình kéo lên khoảng 120 km thì không có hiện tượng là rung lắc xe đâu anh em ạ. Đấy. Đây, hôm nay thay đổi không khí một chút cho anh em. Vậy thì có anh em bình luận là đi như nào, có thể là hỏi ý kiến của mình đi như nào. Thì thực ra này mình về kinh nghiệm tay côn, xe tay côn của mình ấy thì mình đi cũng mới thôi. Mình mua xe này cũng là cái xe đầu tiên mình đi bằng tay côn. Đấy, thì mình cũng tham khảo rất là nhiều cái cách đi xe tay côn ở trên YouTube. Thì mình cũng học ở trên đó và mình cũng thực hiện y như vậy thôi, chứ mình không có gì gọi là bí quyết gì cả. Đấy, bình thường thì mỗi buổi sáng ấy, thì trước khi đi làm hoặc là đi chơi ấy, thì mình sẽ cho máy khởi động khoảng 20 đến 30 giây để cho các cái nhớt nó bơm hết lên đầu bò, thì bắt đầu mình mới cho máy so xe đi di chuyển. Và khi vào số rồi là bóp côn thì chúng ta phải nhịp nhàng và dứt khoát. Đấy. Và khi mà các bạn xem khi xe lăn bánh nhé các bạn nhé, bắt đầu từ không di chuyển cho đến di chuyển thì bao giờ cũng là số 1 anh em ạ. Bao giờ cũng phải là từ khởi động xe bắt đầu từ số 1 trở lên, chứ không có chuyện là các bạn đi từ số 2, số 3 là bắt đầu cho xe đi, như vậy là rất là hại động cơ. Đấy là cái mà mình lưu ý cho các bạn. Đấy là quan điểm cá nhân của mình. Đấy, nhớ các bạn luôn nhớ nhá, khi mà đi bắt đầu di chuyển xe bao giờ cũng sẽ phải là số 1 đi. Đấy, và khi các bạn dừng xe thì các bạn về mo hết cho mình. Đó, và khi các bạn già côn, bình thường là xe Winner này nó rất là mạnh. Cái động cơ nó mạnh mà các bạn khởi động xe các bạn chỉ cần nhấp vào số 1 ấy, các bạn không cần ga. Các bạn từ từ nhả côn thì xe nó tự động đi anh em ạ. Khi mà số 1 mà xe đang tự động đi khoảng vào 6 đến 7 km thì các bạn nhả côn ra và chúng ta châm thêm ga và bắt đầu đi là đi. Đó. Đó. Đấy là những cái điều mà mình cái kinh nghiệm mà các bạn lưu ý cho mình. Cái thứ hai nữa là khi các bạn mua xe mới về thì nhiều ý kiến anh em cho rằng là chúng ta chỉ chạy road die thì chúng ta chỉ cần dùng nhớt bình thường thôi. Nhưng mà theo cái quan niệm của mình ấy, khi mà chúng ta đã có chiếc xe đẹp, một chiếc xe mà chúng ta yêu mến và tâm huyết, thì việc thay cái bình nhớt nó có chất lượng ấy, thì nó không có gì là gọi là hối tiếc cả. Cho nên là anh em khi mà đã chạy tay côn mà mua Winner thì các bạn nhớ là có thể là dùng những cái nhớt nó tốt, chứ không chúng ta không nên dùng những cái nhớt mà nhớt bình thường ấy. Ví dụ như là ở của mình thì mình dùng hãng nhớt hãng thôi. Thì nhớt hãng Honda nó có hai loại, một loại chai màu xanh, một loại chai màu xanh xám ấy, một loại chai màu đen. Thì mình dùng cái chai màu đen 315.000, còn cái chai màu xanh xám kia là 175.000 ấy. Thì anh em bảo là thay 175.000 được rồi, vì mình thấy là cái xe đấy nó chỉ dành cho động cơ xe số thôi, nên không phải dành cho động cơ DOHC. Cho nên là mình nghĩ là mình vẫn dùng từ đầu là mình vẫn dùng cái nhớt màu đen đó, bình nhớt màu đen đó. Đấy, thì cái bình nhớt này thì chạy cực kỳ ok, mình không thấy có vấn đề gì cả. Đấy, như anh em bảo là dùng nhớt Fox hay cái gì Motul hay là Castrol gì đấy, thì mình thì thực ra thì chỗ mình thì rất là ít cái cơ sở mình có thể tin tưởng, bởi vì những cái nhớt ngoài đấy thì mình không biết là nhớt thật hay nhớt giả. Ví dụ bình thường thì nếu như anh em biết thì không sao, nhưng mà ví dụ mình là người cũng không biết nhiều, không biết là nơi nào là có cái bán cái nhớt hãng đấy nó chính hãng, nó chất lượng, thì mình dùng nhớt hãng thôi. Còn ví dụ như các anh em mà biết hoặc là những cái đâu mình không biết cả, mình thay những cái nhớt đấy mà lại trúng nhớt giả, thì nó thật sự là cái
cái hậu quả nó để lại là quá là đắng anh em ạ. Nó cái giá trả cho cái việc mình thay cái nhất đều kia ấy, vô tình thay nhất đều ấy thì nó quá là đắt đấy. Như vậy như khi mà nó dính nhất đều ấy thì động cơ của mình nó sẽ hỏng, và điều đó thì anh em biết hậu quả đấy. Đấy rồi, đấy là những cái điều mà mình chia sẻ với anh em như vậy thôi. Thì nếu như anh em thấy video này hay hữu ích thì hãy dành cho mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.